Đạo Phật nói cuộc đời là biển khổ mênh mông, không có ngày thôi dứt. Hãy lắng nghe những lời Phật dạy về khó khăn trong cuộc sống sẽ mang lại cho bạn chỗ dựa tinh thần khi phải đối mặt với những trở ngại trên con đường đi tìm thành công, hạnh phúc của riêng mình. Vạn vật vốn vô sinh vô ngã, nghĩ làm gì khi đã thấy chân như? Hãy tịnh tâm mà an tĩnh trong thiền, khai trí tuệ ta đi tìm bến giác. Mỗi khi mỗi bước trên con đường mình đã chọn, hãy tự nhủ mình, tiếp tục đi, đừng dừng lại. Mỗi bước có thể khó khăn hơn nhưng đừng dừng lại, viễn cảnh đẹp nhất là lúc ở trên đỉnh. Nó chỉ là vấn đề nếu còn nghĩ nó là một vấn đề, khen chớ vội mừng, bị chê cũng chớ vội buồn. Đừng nghĩ mãi về quá khứ, nó chỉ mang tới những giọt nước mắt. Đừng nghĩ nhiều về tương lai, nó chỉ mang lại lo sợ, nó sẽ mang lại niềm vui cho con. Nếu không có được điều con muốn, có nghĩa là cái gì đó tốt đẹp hơn đang đến. Hiểu và biết ơn những nỗi sợ. Giá trị của một con người không phải là khi họ đang ở vị trí thuận lợi, mà là khi họ đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn và đau khổ nhất. Đã từng trải qua khó khăn, chứng minh thành công cách con không xa. Đừng để quá nhiều những việc của ngày hôm qua chiếm lấy ngày hôm nay của con. Những thứ đã mất đi, kỳ thực là do chúng chưa từng thực sự thuộc về con. Vậy nên đừng nuối tiếc, lại càng không cần phải nhất quyết đòi lại cho bằng được. Trước khi thành công, đừng nói cho bất kỳ ai. Cuộc sống mệt mỏi một nửa là vì sinh tồn, một nửa còn lại là vì dục vọng và sự so sánh. Hãy đối xử tốt với bản thân mình một chút, bởi lẽ đời người dài chẳng tày gang. Hãy đối xử với những người xung quanh tốt một chút, bởi vì một đời chưa hẳn đã có thể gặp lại nhau. Xin lỗi là một sự chân thành, không sao, là một phong thái. Nếu con đã xin lỗi một cách chân thành, nhưng lại không được đền đáp lại bằng phong thái không sao, thì chỉ có thể nói rằng đối phương là kẻ vô tri và thô tục. Mỗi người chỉ có một trái tim, nhưng lại có hai ngăn. Một ngăn chứa niềm vui, một ngăn đựng nỗi buồn. Đừng cười lớn tiếng, nếu không sẽ khiến bi thương bên cạnh thức giấc. Chỉ cần chân của con vẫn đứng trên mặt đất, thì con đừng coi nhẹ bản thân. Chỉ cần con vẫn còn sống trên trái đất này, thì đừng coi bản thân mình quá vĩ đại mọi khó khăn, bế tắc trong đời. Mong con đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình. Có như vậy người khác mới khả dĩ tiếp nhận. Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm. Nếu con không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não, vì chính tâm con không buông xuống nổi. Bình yên đến từ bên trong, đừng tìm nó bên ngoài. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang thì tôi lại phát hiện có người không có chân. Khi đang sống trong bóng tối, tại sao con không đi tìm ánh sáng? Con hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình. Xem thêm, đừng khó chịu với những nỗi đau trong cuộc sống. Hãy gửi lời cảm ơn tới chúng. Con phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sanh. Cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương, con phải buông bỏ mới có được niềm vui đích thực. Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai. Khi nào con thật sự buông xuống thì lúc ấy sẽ hết phiền não. Cùng là một chiếc bình như vậy, tại sao con lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm, tại sao con phải chứa đầy những não phiền như vậy? Thời gian sẽ trôi qua, để thời gian xóa sạch phiền não của con đi. Con cứ xem những chuyện đơn thuần thành nghiêm trọng, như thế bạn sẽ rất đau khổ. Chỉ cần đối diện với hiện thực, con mới vượt qua hiện thực. Nếu có thể sống qua những ngày bình an, thì đó chính là một phúc phần rồi. Biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được phần thái dương của ngày mai, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành tàn phế, biết bao nhiêu người hôm nay đã đánh mất tự do, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành nước mất nhà tan. Cảm ơn đời với những gì tôi đã có, cảm ơn đời những gì tôi không có. Vạn vật vốn vô sinh vô ngã, nghĩ làm gì khi đã thấy chân như?
Hãy tịnh tâm mà an tĩnh trong thiền, khai trí tuệ ta đi tìm bến giác. Lấy từ bi và ôn hòa để thắng nóng giận, lấy hiền lành để thắng hung dữ, lấy bố thí và lòng rộng rãi để thắng tham lam, lấy chân thật để thắng giả dối. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang thì tôi lại phát hiện có người không có chân. Thất bại không phải là bạn không biết làm điều gì đó, thất bại là bạn biết nhưng không làm. Hãy thành thật với bản thân, hành động theo tiếng nói của trái tim để đạt được điều bạn mong muốn. 38. Nếu một người chưa từng cảm nhận sự đau khổ khó khăn thì rất khó cảm thông cho người khác. Con muốn học tinh thần cứu khổ cứu nạn thì trước hết phải chịu đựng được khổ nạn. Đời quá ngắn thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi bao oán hận bâng quơ. Ta cười bóng trong gương cười trở lại, lòng yêu thương thành biển rộng vô bờ. A-di-đà Phật. Trên đời việc gì cũng đều có lý do, không thể cưỡng cầu. Với người, đừng cầu mong tất cả sẽ đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng. Nguồn gốc mọi đau khổ của con người chính là luyến ái. Người chinh phục chính mình còn vĩ đại hơn 1000 lần người chinh phục ngàn người trên chiến trường. Hãy vững như bàn thạch để không bị lung lay trước giông bão. Những người khôn ngoan cũng không bị ảnh hưởng bởi những lời khen chê theo cách đó. Đừng lãng phí một phút giây nào, những phút giây lãng phí sẽ khiến con đi thụt lùi. Có sinh ắt có diệt, có hợp ắt có tan, có thịnh ắt có suy. Khi vui, con hãy hiểu rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi đau khổ, hãy nhớ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn, vạn pháp thế gian vốn vô thường. Thay vì than phiền, hãy nỗ lực phấn đấu. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh. Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy. Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. Đừng trách, đừng buồn, đừng thở than, đừng hờn, đừng giận, đừng ngỡ ngàng, nhẹ nhàng chấp nhận điều ngang trái. Oán hận làm di chuyện bẻ bàng. Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chiến nguyện không kiên cường. Việc đã làm thì đừng cầu mong dễ thành công, vì việc dễ thành công thì lòng mình thường kiêu ngạo. Lấy bệnh khổ làm thuốc thần, lấy hoạn nạn làm giải thoát, lấy khúc mắc làm niềm vui, lấy ma quân làm bạn đạo, lấy khó khăn làm thích thú, lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy người chống đối làm nơi giao du, coi sự thi ân như đôi dép bỏ đi, lấy sự xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh. Không quan trọng quá khứ của con khắc nghiệt thế nào, luôn luôn có thể bắt đầu lại. Những điều tốt đẹp đến với ai tin tưởng, những điều tốt hơn đến với ai kiên nhẫn, và những điều tốt nhất chỉ đến với người không bỏ cuộc. Cuộc hành trình ngàn dặm phải bắt đầu từ những bước đầu tiên. Cuộc sống không có nghĩa là dễ dàng, nó luôn luôn biến động, đôi lúc hạnh phúc, có lúc lại khổ đau. Nhưng với tất cả những bước thăng trầm trong cuộc sống, con lại học được những bài học làm cho con mạnh mẽ lên. Khi cuộc sống đặt con vào chuyện thế khó khăn, đừng bao giờ nói tại sao lại là tôi, mà hãy nói tôi sẽ cố gắng. Rất nhiều người sợ nói ra những gì họ muốn, đó là lý do tại sao họ không có được những gì mình muốn. Con không thể chặn những con sóng, nhưng con có thể học cách làm thế nào để lướt sóng. Sự kháng cự của bản thân với những gì xảy ra xung quanh tạo nên sự đau khổ của con. Không có thất bại, chỉ có những cơ hội học hỏi.